Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chương trình arop rất là tiềm năng đến từ mạng à uh, Elron nha các bạn. Dự án có tên là Checker Chain và các bạn có thể uh, tham gia làm th hoàn thành các nhiệm vụ để có thể nhận được cái token của nó cái ký hiệu là check này và À, cái token này đã được list ở trên một số các sàn khá là lớn như là sàn Bitmart hay là sàn XT.com nhé các bạn. Đấy các bạn có thể check ở trên sàn Bitmart này. Và chúng ta sẽ à, tham gia làm những cái nhiệm vụ để có thể kiếm được checker point tức là cái điểm ấy. Sau này các bạn có thể quy đổi cái điểm đấy sang token của nó nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình cái ví Myza de Free à, Wallet. Đây là một cái ví rất là phổ biến của mạng à, Aeron, cái đồng token đồng coi có ký hiệu là EGLD nhé các bạn. Đấy thì bạn nào chưa có thì các bạn có thể cài đặt ở trên à, ứng dụng à, Chrome của chúng ta, cài ở phần extension này này. Đấy thì nó sẽ có giao diện như thế này. Đấy và các bạn sẽ có thể à, truy cập vào cái đường link app.checkerchain.com cái trang chủ của nó đấy. Chúng ta sẽ à, nhấn vào kết nối ví, à, connect wallet để có thể kết nối với ví à, Myra DeFi của nó. Đây các bạn nhấn vào phần các bạn chọn phần extension đấy, mà chúng ta đã cài các bạn chọn ví này đấy. Thì, thì các bạn sẽ thấy được là cái giao diện của ví khi mà các bạn uh, kết nối vào và ở đây thì nó sẽ có những cái phần để có thể nhận được cái đồng token này đó là phần uh, reward này phần stacking này và phần onboarding like nào này tức là các bạn sẽ uh, tạo cái profile sau đấy các bạn post và review những cái bài viết để các bạn có thể nhận được thêm cái à, POI để các bạn có thể quy đổi ra được cái token của nó các bạn nhấn vào nha đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tạo một cái name name có thể là c4 mi group mình sẽ tạo ví dụ cho anh em xem nhá tiếp theo là username này Đấy, các bạn nhấn vào continue cho mình Đấy. Tiếp theo thì các bạn có thể viết một cái dòng giới thiệu bản thân ở chẳng hạn from from c4 mi groups ok sau các bạn nhấn continue Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái ảnh làm ảnh profile nhé các bạn các bạn chọn này các bạn uh, chọn drop browser để có thể tải ảnh lên từ máy tính Mình chọn một ảnh nha. Sau đây các bạn nhấn continue và chúng ta sẽ chọn là uh, các cái lĩnh vực mà các bạn muốn uh, muốn review ở trong này. Uh, các lĩnh vực mà các bạn có thể làm nội dung như là review này, poster này, người có tầm ảnh hưởng này. Thì các bạn có thể chọn nhiều cái cùng một lúc nhé. Sau đấy các bạn nhấn continue. Tiếp theo các bạn chọn chủ đề mà chúng ta sẽ review này. Đây gần như tất cả những chủ đề này. Các bạn chọn hết đi social media, ok, sẽ các bạn nhấn continue để tiếp tục, thì nó sẽ tự động lưu lại nha các bạn. Ok, sau khi hoàn thành các bước edit profile thì các bạn sẽ thấy được cái giao diện của nó như thế này nhá. Và nhiệm vụ của các bạn đấy là follow những cái people đây, để các bạn tăng cái uh, cái point này. Sau này các bạn có thể sử dụng cái point này để có thể đổi sang được uh, cái token của nó. Đấy, các bạn nhấn follow này. Các bạn nhấn follow các cái people ở đây. Và ngoài ra thì các bạn uh, copy cái đường link profile của các bạn đấy Đấy. Các bạn uh, gửi vào những cái hội nhóm các bạn trao đổi uh, yêu cầu follow chéo để có thể nhận được cái thêm cái cái point này. Hiện tại thì cái mạng này nó khá là lag nha các bạn có thể là nhiều người làm quá thế nên nó khá là lát và nó bị uh, kiểu dạng như là bị uh, đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị mất hết uh, thông tin và số liệu này. Đấy, thì nó sẽ nhảy khá là chậm. Ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào cái uh, hình ông người có dấu cộng này. Thì mỗi một lượt giới thiệu thành công và uh, bạn bè của bạn tạo tài khoản thành công thì các bạn sẽ nhận được thêm 10.000 uh, cái uh, checker point này nữa. Đấy, thì càng giới thiệu được càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều checker point và cuối tháng thì các bạn quy đổi sang được checker point này sang được cái token của nó để có thể rút về.